vẫn không thuộc về Khả Như. Trời ơi. Lại tình yêu. Ôi chương trình có vấn đề gì với em vậy ta? Anh có thấy là tất cả những câu hỏi tuy là làm khó em nhưng em luôn trả lời được không anh Giang? Vì người ta muốn điều gì thì hãy tìm hiểu về điều đó. Nói gì? Cái này dễ. Vị trí Khả Như. Ai là người khởi xướng phong trào váy cưới màu trắng đầu tiên trên thế giới? Trời ơi. Với kinh nghiệm chuyên đi đám cưới của em, tất cả những cô dâu đều mặc áo cưới màu trắng để thể hiện cho sự trinh nguyên, tinh khiết lộng lẫy, nữ hoàng. Mà cái gì liên quan tới nữ hoàng thì em sẽ nghĩ tới nước nào? Anh Elizabeth. Quốc. Châu Âu. Mình nói khu vực cái đã. Châu Âu. À. Lâm nghĩ nước nào ạ? Em nghĩ là công chúa Disney. Cái gì? Disney. 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 Còn Disney là nước nào? Disney. Nước nào ạ? Nước nào? Cái chuyện nước nào? Mình đã đoán gần đúng rồi. Nhưng mà ai là người nghĩ ra? Thì chúng ta thường hay nhắc đến một người công nương rất là nổi tiếng. Em có thể đoán được ai không? Diana. Công nương Diana. Diana. Dạ. Diana. Công nương Diana. Em xin chốt luôn đáp án của mình đó là công nương Diana. Diana. Vị quý thân mến, đáp án Diana tin hay không? Không. Em. Tất cả những cô dâu đều mặc áo cưới màu trắng để thể hiện cho sự trinh nguyên, lộng lẫy, nữ hoàng. Thì chúng ta thường hay nhắc đến một người công nương rất là nổi tiếng. Chốt luôn đáp án của mình đó là công nương Diana. Em không tin. Không. Ủa? Tin. Em biết không? Em thấy nói chung mình chị nói không thuyết phục lắm. Em thì không biết nhưng mà có ai biết không bạn? Nữ hoàng Elizabeth. Nữ hoàng. Ờ thì công nương gì đó Diana. Yeah. Đó. Đó là công nương công rồi. Công nương á. Nếu như cái sự không tin này mà là chính xác thì Việt Mỹ sẽ chiến thắng. Và thưa quý vị, cuộc chơi còn tiếp tục hay không? Không tin Khả Như là chính xác. Yeah. Xin cảm ơn. Trước đó có rồi. À, này, hôn lễ ở nước Đức. Trời, hỏi Như hỏi hôn lễ. Lễ. Em không có kinh nghiệm đám cưới nhưng mà em có kinh nghiệm đi ăn đám cưới. Không cười đó chị. Được. Đi ăn hoài không em buồn. Em đi ăn đám cưới là tính nay là khoảng 20 mấy năm rồi á. Em đi ăn đám cưới người yêu cũ có luôn. Là thôi nôi đầy tháng con là em đi có hết mà đó. Hôn lễ ở nước Đức. Hành động cùng nhau cưa đứt một thanh gỗ của cô dâu và chú rể có ý nghĩa gì? Rất là đơn giản. Rồi. Cưa đứt một cái gì đó có nghĩa là muốn cắt đứt một mối quan hệ cũ. Em có biết cái bài hát đám cưới người ta không? Đám cưới anh xin hát một bài dành cho cô dâu chú rể đêm động phòng vậy cho nó hăng à. Tay này em cầm ly rượu à, tay kia cầm miếng cà rau. Chưa kịp hát thì bên kia đã đòi vô vô nhà nhà lên thô. Tại vậy mục đích là gì ạ? Mục đích của chị muốn nói đó là nếu như em không cắt đứt với người yêu cũ thì đám cưới của em người yêu cũ sẽ tới đó và hát một bài dạch mặt em. Do đó, đó là hành động cắt đứt mối quan hệ với người yêu cũ. Dằn mặt cái gì hả? Cắt đứt mối quan hệ cũ. Hồi bữa chị đi đám cưới người yêu cũ, chị có lên hát một bài không? Không, chị không hát tại trước đó ảnh cắt đứt chị rồi. Xin hỏi Hải có tin hay không? Em tin đã. Chốt. Em tin chốt. Trước không? Tin ạ. Em chốt rồi đúng không? Chị nói thêm cái option nữa rồi em còn tin không được không? Dạ vâng chị. Tại vì ở nước ngoài mà khi mà em cưa một cái cây gỗ tự trưng cho cái sức sống, cái sức mãnh liệt. Nếu như mà em cưa đứt cái đó chứng tỏ em có sức mạnh hơn nó. Thì cái chuyện mà em cưa cây gỗ đó là một cái hành động, cái hoạt động cũng như là một cái động tác tập thể dục cho đêm động phòng của cô dâu. Tức là khởi động làm nóng đúng không? Mình đi cưa gỗ gì? Lỡ nhưng mà cưa từ sáng tới chiều mệt lả người tối không làm gì được hết. Thì cái đó là chuyện của cô dâu chú rể bố. Xui ghê. Ủa sao giờ này Buka hay bàn mấy chuyện này quá ta? Đúng rồi. Đam mê quá. Ê tới tuổi hả cưng? Ủa sao vậy? Em đang nói theo câu chuyện thôi mà cuốn theo chiều gió. Quyết định cuối cùng. Quyết định của em đó là cưa để mà làm động tác tập thể dục để mà chuẩn bị cho đêm tân hôn. Hải tin đi không? Không tin. Không tin chị ạ. Chắc chắn là không cuối tin. Cuối cùng em cũng không tin rồi hả? Cái đầu thì tin nhưng mà cái sau thì nghe nó không đúng lắm. Không nó tin. Không tin ạ. Là một sự lựa chọn.
Cưa đứt một cái gì đó có nghĩa là muốn cắt đứt một mối quan hệ cũ. Nếu như em không cắt đứt với người yêu cũ thì đám cưới của em, người yêu cũ sẽ tới đó và hát một bài vạch mặt em. Em tin đã. Chị nói thêm cái option nữa coi em còn tin không. Nếu như mà em cưa đứt cái đó chứng tỏ em có sức mạnh hơn nó. Một cái động tác tập thể dục cho đêm động phòng của cô dâu chú rể. Không tin. Chính xác. Ủa, nhưng mà làm sao anh? Đáp án phải là mong có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Người Đức quan niệm rằng khi hai người cùng cưa đứt được một thanh gỗ thì trong cuộc sống hôn nhân chỉ cần đồng lòng với nhau thì mọi việc khó khăn đều có thể vượt qua nhờ sức mạnh của cả hai người. Vẫn không thuộc về Khả Như. Trời ơi, lại tình yêu. Ôi, chương trình có vấn đề gì với em vậy ta? Mời câu hỏi à, em chuẩn bị tinh thần rồi ạ. Cô đơn, tuổi vận sẽ tràn về. Theo khảo sát của công ty GMO Research, với các bạn nữ trẻ, kiểu tóc nào được chọn nhiều nhất khi làm cô dâu? Trời ơi. Chị biết câu này không? Tất nhiên là phải biết rồi. Làm cô dâu chưa? Chị ước mơ làm cô dâu thì sẽ làm thôi gì? Thôi. Tụi em hứa với nhau là tới câu hỏi của ai là phụ hộ nhau mà nó cứ đè em như vậy. Tại vì em biết không? Dạ chưa, không biết. Bởi sao? Ê. Có một thời gian, một cái kiểu đầu rất nổi tiếng tràn ngập trên thị trường, đầu cắt môi. Đầu môi. Cái gì? Đầu cắt môi. Cái miếng dừa vô cắt ngang cái. Nó rất là hot. Nhưng mà đó không phải là tóc dành cho phụ nữ. Cũng có ước mơ nên cũng có ngồi coi đồ, thấy người ta làm. Thì thật sự á, cô dâu á, người ta hay mặc đồ hở vai là hay gì? Là sa rê rất là rườm rà. Nên những cái trang phục mà người ta chụp hình cưới á, người ta hay xả tóc. Nhưng trong đêm tiệc người ta ít khi nào xả tóc lắm, người ta hay bới lên rồi rắn sao? Một cái hoa cho nó gọn gàng đi tiếp bàn. Mệt quá anh ơi, ăn nhiều quá, em chụp tấm hình. Đi tới bàn khác cũng chụp tấm hình, mệt lắm. Do đó rất hay rủi rượi xấu quá rồi. Đâu có ai chụp trời ơi, gắn cái phím lại giùm chị nó, rất là cực. Do đó người ta sẽ chọn cái kiểu tóc bới lên để một cái là đẹp và cái thứ hai á gọn gàng, cũng hợp lý á, đúng không? Tại vì á, người phụ nữ á, cái cổ á rất là quyến rũ. Đúng. Cho nên là khi ngày cưới là cái ngày trọng đại. Tao quay lại xem nào. Phô diễn cái sự quyến rũ ra. Đó. Cạo gió hay gì còn. Có cái cổ quyến rũ hơn à. Xin mời ạ. Bụng không ạ. Thì mình phải đưa cái cổ ra, tại cái cổ rất quyến rũ. Cho nên là búi cao cũng là một đáp án hợp lý ạ. Đúng ạ. Tin không ạ? Dạ tin à, tại vì em cũng nghĩ đáp án giống như chị Khả Như. Tin là như vậy. Dạ. Chị Như chưa đám cưới nha em. Đây là một sự lựa chọn. Thật sự á, cô dâu á, người ta ít khi nào xả tóc lắm, người ta hay bới lên rồi rắn một cái hoa cho nó gọn gàng đi tiếp bàn. Mệt quá anh ơi, ăn nhiều quá, em chụp tấm hình. Đi tới bàn khác cũng chụp tấm hình, mệt lắm. Do đó người ta sẽ chọn cái kiểu tóc bới lên, cũng hợp lý á, đúng không? Tại vì á, người phụ nữ á, cái cổ á rất là quyến rũ. Đúng. Phô diễn cái sự quyến rũ ra. Đó. Cho nên là búi cao cũng là một đáp án hợp lý. Đúng ạ. Em cũng nghĩ đáp án giống như chị Khả Như. Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Wow. Anh Giang, anh có thấy là tất cả những câu hỏi tuy là làm khó em nhưng em luôn trả lời được không anh Giang? Vì người ta muốn điều gì thì hãy tìm hiểu về điều đó. Nói gì? Một giúp ích đầu tiên, chúc mừng Quỳnh Phương. Yeah.